Đây ăn tàu hũ đây các bạn, tàu hũ muối tiêu pate xâm lạnh nha. Ở đây bà chị này là mình ăn mới quen rồi, rất là ngon luôn. Hôm nay quay cho mọi người xem nha. 5 cây chả đỏ. Cho bột muối trước đi. Bỏ luôn hả? Bỏ dùm cái tô muối tiêu ớt của bả nè, nhìn hấp dẫn luôn á, ngon lắm nha các bạn. Bọc muối đủ không? Bọc đủ không em? Hai bọc không? Bọc sau nữa bọc thôi. Đây mình đang ở thị trấn Chợ Mới nha các bạn. Ở đây là công viên. Chiều nào chị cũng bán ở đây hả chị? 1 giờ tới 6 giờ rưỡi. À, 1 giờ tới 6 giờ chiều luôn. Bán 7 năm rồi. Chị nói chị bán 7 năm rồi các bạn. Đó, giờ đồ hủ với chả đòn hấp nè, nhìn hấp dẫn luôn. Ở đây là chị bán đất rồi không kịp nghỉ tay luôn các bạn ơi. Năm cây hộp của cô ha. Đó ba tơi nó dài sắc nè. Quá chừng luôn. Đó, lâu găm. Nó sảy. Rồi để nó đi cho em chút xíu em lấy. Này chị đang bán cho khách các bạn. À khách nào? Để chị nhét vô cho em. Được, muốn nhét gì nhé. Hai miếng kẹp luôn ha. Dạ, hai miếng kẹp với nhau. Ngày 200 cây đó đường. Ngày 200 cây à? 250 tàu hủ. 250 tàu hủ. Giờ tàu hủ bán chạy hơn ha. Hôm xưa mấy đứa dặm thì 300, 300 mấy. Dặm tiếng rồi là 400 đó không đủ. Mà tính này nãy giờ có
là bán không kịp, bao dây cho một gỗ muối vậy đó. Mình lên giờ cao điểm là giờ học sinh ra rồi còn đông nữa. Như giờ này hơi trễ rồi. Giờ này trễ rồi. Giờ cao điểm là sớm tí, khoảng 4 giờ tới 5 giờ, phải không? 4 giờ mấy là không kịp. Giờ đó là của sinh nhà, người ta khách lại quá trời luôn nè. Dẫn chưa? Quay cho mọi người xem nè. Ồ, 7. Hả? Dẫn luôn. Gì à? Khách vô được đọc luôn á các bạn. Miếng cà hủ với cà đòn khách đây ha. Thầy chú hả trời. Cái gì nữa đó. Quay cái muối nè. Chưa nãy muối nhiều hả? Bà phải muối luôn hả? Muối ai kêu chị làm ngon quá không? Ăn mà ghiền luôn à. Bà kêu đó kêu ta đi bán muối đi. Bán muối đi. Ừ. 7 ngàn. Chạy bọc muối đó được không? Chỗ nào mà có chứ. Dạ lấy con một cái tàu hai cái gì hả? Sắt ra ha. Dạ. Con còn tàu một cái nào? Còn tàu một cái nào? Rồi. Còn bao nhiêu? Để con hai tàu một cái nào? Không, con hai cái tàu hai cái đầu. Hai cái đầu một tàu 1 triệu đây. 1 ngàn. Rồi. 10 ngàn thì đưa 10 ngàn đi cưng. Khách lại nè các bạn ơi. Quá đông luôn, chị bán đắt lắm nha. Một ngày chị bán 250 miếng tàu hủ, 200 cây chả đòn nha các bạn. Có không cưng? Chị đang chị bán ở thị trấn Chợ Mới ngay công viên luôn các bạn. Một miếng tàu hủ là 3 ngàn phải không chị? Ừ, 3 ngàn, chả đòn 4 ngàn. Chả đòn là 4 ngàn. Món này ngon là nhờ muối nè. Cái muối bạn làm ở đâu vậy? Muối làm ăn ngon dữ dằn luôn. Đã cho mình hơi bột muối. Mình nghĩ chỉ đổ một bọc rồi chắc vũ rồi. Bọc thôi. Có tàu hủ nữa mà mình không thích ăn tàu hủ, mình không ăn, mình không mua tàu hủ. Mình thử nha. Đây. Mời các bạn. Nó dai mà nó vừa ăn. Tiêu, ớt, mà nó không quá cay nha, vừa cay à. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Đây. Quá đã. Rồi nãy giờ mình đứng ở chỗ xe tàu hủ. Mình qua công viên mình ngồi, vậy giờ xe chỉ người ta bu lại đông quá trời luôn.